xin chào anh em hôm nay lại cuối tuần rồi anh em ha thì à, cường xin chúc anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc ha thì ngày hôm nay là cường có một cái uh, chia sẻ nhỏ để gửi đến anh em thì kể uh, thời gian vừa rồi là nó có vô một cái mùa nóng với những anh em miền bắc và kể cả những anh em ở miền nam thì có những cái uh, ngày nó rất là nắng nóng anh em ha và có những cái cơn mưa rất là bất chợt nó chưa vô hẳn mùa mưa nó có thể một bữa mưa rất là lớn và nó nắng ba bốn ngày luôn thì cái mùa nắng á, anh em cần lưu ý cái gì thứ nhất là nếu như những anh em nào chơi chậu mỏng á mình đã vô cây chậu mỏng như vậy nè đó và giống như vậy siêu mini và mini luôn anh em ha và có thể là bonsai nhỏ mà chậu quá mỏng thì anh em cũng nên chú ý ha là nếu như mùa nắng nhiều nắng gắt anh em trồng trên sân thượng hoặc là sân nền gạch mà nó quá gắt nắng đi anh em có thể lòng chậu như thế này ha không cần phải uh, lắp cái miệng chậu cũng được mà anh em để như vậy cũng được rồi ha Đó Và anh em lưu ý là khi mà nắng gắt á Thì buổi trưa nếu như anh em có tưới cây Thì anh em phải tưới thật đẫm nha Còn nếu như tốt nhất là buổi trưa anh em đừng nên tưới ha Tại vì nếu như anh em tưới ít ít nước á Nó giống như là Nước nó bám lên cái lá này mà gặp nắng nóng nữa thì giống như là mình đang luộc rau á anh em nha Là cái lá của mình nó sẽ bị đớm đớm và nó bị vàng và thậm chí là nó cháy lá luôn ha Đó là cái nước nó ít thì cái đụng cái nắng mạnh nắng gắt á nắng gọi là nắng căng á thì nó sẽ giống như là một cái nước sôi á nó sẽ làm hư cái lá của mình nha anh em đó thì đó là một cái lưu ý thứ nhất cái lưu ý thứ hai là nếu như mùa nắng á sáng anh em tưới tưới nhẹ được và chiều cỡ ba bốn giờ nếu mà nó tắt nắng rồi á anh em ra tưới lại thì nó sẽ là ok anh em tưới như thế nào mà sau bảy tám giờ tối á, nó khô mặt chậu là được tại vì sau cái thời gian đó nếu mà nó ẩm mặt chậu liên tục thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là sâu bệnh và nấm mốc và nó làm hư hệ rễ anh em nha đó và khi mà cái mùa nắng này á thì anh em lưu ý đó là không phun không tưới xịt những cái loại phân bón hoặc là thuốc kích hoặc là thuốc uh, dưỡng vào cái um, cái giờ nắng nha anh em thí dụ như là sau 8 giờ sáng là anh em không nên xịt bất cứ cái gì lên lá hết kể cả là phân bón thuốc dưỡng thuốc kích gì anh em cũng lưu ý ha nó và đặc biệt là đương nhiên là cái buổi trưa là càng không được anh em nha anh em xịt vô là cây nó sẽ ngợp liền tại vì nó đang nóng rất là nóng ha đó là một cái lưu ý thứ nhất thứ hai nữa ha rồi và khi mà cái mùa mưa này á không biết anh em có từng trải qua hay chưa nhưng mà cường à, chia sẻ với anh em đó là cường ưa bị lắm ngày xưa chơi là ưa bị đó là nếu mà vô hẳn mùa mưa thì nó còn đỡ mà còn lâu lâu cỡ hai ba ngày mà mưa cái bắt đầu là mình sẽ y y là cây nó phun phun nước nó nó mưa lớn quá rồi qua ngày hôm sau mình khỏi cần tưới nhưng mà gặp ngày hôm sau nắng quá nắng luôn cái mình để tới ngày ngày tiếp nữa mình mới lên tưới thì cây nó quéo lá luôn rồi tại vì sao khi mà cái chậu mỏng chất trồng anh em thoáng nước cây nó ngậm đủ nước hệ rễ rồi nó sẽ ngắt lại nó không hút dự trữ nha anh em thì lúc đó là nó chỉ đầy nước ngay cái lúc mưa thôi nhưng mà qua ngày hôm sau nắng gắt là nó đã bị khô rồi đó thì anh em lưu ý ở đó cường là ưa bị là ưa chia sẻ với anh em là khi mà mùa mưa những cái cơn mưa gọi là bất chợt á hai ba ngày một cây mưa thì coi chừng bị chết khô Đó nó nó hơi lạ như vậy cây mắc mưa nó có mưa nhưng mà lại coi chừng hãy cẩn thận là cây bị chết khô đó thì anh em lưu ý cái đó đừng nghĩ y anh em nha cái đó nó quan trọng lắm khi mà một cái bộ lá xanh tươi anh em nuôi nó xanh tươi rồi mà anh em để cho nó bị à, thiếu nước đó đụng nắng gắt nữa là nó rớt lá nó thậm chí nó bỏ những cái chi mà non non chưa khỏe nó bỏ chi là uổng lắm anh em nha đó anh em lưu ý thêm cái điều đó nữa là tuyệt vời ha còn đối với những riêng những anh em ở miền bắc hiện tại là nắng rất là mạnh thì tốt nhất là anh em nên lòng chậu là điều thứ nhất điều thứ hai là anh em có thể gọi là thả nước mình lấy cái dĩa nước nhưng mà nhớ là hơi cao cao xíu nha anh em Nếu mà nước mỏng quá là nắng nó đủ nóng là nó làm cái nước nó thành nước ấm nước sôi là nó cũng giết hệ rễ của mình ha Đó anh em lưu ý thêm cái điều đó nữa ha Đó thì ngày hôm nay là Cường à, có chia sẻ vài cái lưu ý đó Để anh em bắt đầu vô những cái mùa nắng nóng ở ngoài miền Bắc và miền Trung Hoặc là những anh em mà bắt đầu chớm mưa ở trong miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh Hai ba ngày một cơn mưa lớn Thì anh em lưu ý là coi chừng cây bị chết khô anh em ha đó thì có vài lời chia sẻ để gửi đến anh em thì à, cường cũng xin chúc anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha rồi cường vinh xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều